thưa quý tạo tác phẩm nghệ thuật từ rác thải đại dương, tên từ Washington DC, 17 loài động vật biển đã được cấu tạo từ những sản phẩm nhựa rác thải vớt lên từ Thái Bình Dương hiện đang được trưng bày tại sở thú quốc gia Smithsonian. Bộ sưu tập của 17 loài động vật biển này được thực hiện với mục đích lên tiếng bảo vệ về vấn nạn rác thải đại dương. Cuộc triển lãm thuộc dự án Watch a Shore thu hút đông đảo các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ. Tại buổi triển lãm, nghệ sĩ Angela Hasleton-Poisy đồng thời cũng là người sáng lập ra dự án Watch a Shore đã trực tiếp đứng bên cạnh các tác phẩm để giới thiệu thêm cho các em nhỏ. Palsy cùng với đội ngũ những người tình nguyện đã nhặt rác từ bờ biển Oregon, họ rửa sạch và chọn những đồ vật bằng nhựa để dùng trong tác phẩm của cuộc sống đại dương. Đội ngũ sẽ nhặt vô số những chiếc dép, nắp máy ảnh, chai lọ nhựa, miếng da cũ và đồ chơi bằng nhựa du khách đến biến thầm sở thú quốc gia Smithsonian tại Washington đã rất thán phục với những cấu trúc của cuộc sống đại dương và thông điệp về môi trường nói lên từ đó. Bà Posey hy vọng những tác phẩm này sẽ khởi nguồn cho sự chú ý về cách tái tạo và tái phát minh trong cách sử dụng những đồ vật bằng nhựa hàng ngày. Những tác phẩm điêu khắc sẽ được trưng bày tại Sở Thú Quốc gia cho đến ngày 5 tháng 9 năm 2016.